Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 162. Chương 1611 là ngươi, à. Hoàn toàn không lo bản thân mình bị ô uế, mở đường cho đội trưởng. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, đối thủ vô cùng hùng mạnh, cho nên nhất định phải dùng toàn lực để đối phó ngay từ lúc đầu. Lúc này, cơ thể bằng đá của Ventura bắt đầu bị ăn mòn dữ dội, những tảng đá trên người bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Mà những chiếc gai xương trên người Bát vừa bị ăn mòn vừa bị hòa tan, nhưng hai người bọn họ đều không buông tay ra. Blanche bóp nát hai quả cầu thủy tinh trong tay, quả cầu nổ tung, những mảnh vỡ đâm vào bàn tay của cô. Cô trả giá bằng việc tự tổn thương bản thân rồi sử dụng thuật pháp. Từng thuật pháp ban phúc được sử dụng lên những người đồng đội ở phía trước, giảm bớt khả năng bọn họ bị ổ uế. Tên thanh niên lưng còng khoanh hai tay, lúc này 10 ngón tay đan xen vào nhau, một quả cầu lửa cực nóng xuất hiện. Không gian bốn phía trong nháy mắt bị chiếu rọi đỏ lên, tất cả mọi người giống như là đang chìm vào trong dòng dung nham dưới lòng đất. Ngao, một tiếng sói tru chuyển đến. Ball đặt chân của mình đặt lên cánh tay của Ashley và lúc này truyền sức mạnh linh hồn sang để cho Ashley nhanh chóng triệu hồi ra sói bão Mombat. Mombat vừa xuất hiện đã biết tình huống tính rất nghiêm trọng mà lại trải qua lần tiếp xúc lúc trước trong sở nghiên cứu. Mặc dù bên trong lòng con sói bão này vẫn mang theo sự không phục, nhưng ít ra cũng xem như đã tán thành lẫn nhau, dù sao thì cũng chỉ không vừa mắt triệu hồi sư cấp thấp như Ashley. Cho nên, Mombat lần này thật sự rất liều mạng, nó mang theo sức mạnh của cuồng phong trực tiếp nhào về phía quả cầu lửa kinh khủng kia. Trong chốc lát, tia lửa bắn ra bốn phía. Nhiệt độ cực nóng cũng quét qua không khí xung quanh, mà trong khoảng khắc đó thì hình ảnh của Mombat cũng hóa thành hư vô, hoàn thành một lần gửi lời thăm hỏi cho tiên đế. Vào lúc này Philomena xuất hiện ở sau lưng tên thanh niên lưng còng, giơ con dao găm trong tay lên mà đâm về phía sau cổ của hắn. Phốc! Dao găm đâm sâu vào, mượn lực cắt xuống dưới, đầu của tên thanh niên lưng còng theo đó cũng bị cắt xuống. Nhưng vị trí mà đầu và cổ của hắn tách rời vậy mà giống như là một miếng format chảy, nhơm nhớp dính vào nhau. Cái đầu xoay tròn trên không trung, hai hàm răng bắt đầu va vào nhau tạo ra tiếng lạch cạnh, một đợt tấn công tinh thần đáng sợ đánh về phía Philomena. Nhưng Philomena ngay lập tức nhắm hai mắt lại, đi ngủ. Tất cả những hành vi tiếp theo là mộng du. Chỉ thấy Philomena ném con dao găm trong tay về cái đầu kia, chuẩn xác ném trúng đích. Ầm. Cái đầu bị đâm dính vào trên vách tường, hóa thành một mảng nước mủ đậm đặc, giống như một cái bọc mủ vỡ tan, mà bên trong cơ thể không đầu kia bắt. Đầu phát ra những âm thanh tinh thần khác nhau đang gào thét, tất nhiên là ở trong tình hình này, những kẻ khác đang tồn tại trong cơ thể của tên thanh niên lưng còng này đang cảm thấy bị mạo phạm. Làn da phía sau lưng của cơ thể không đầu vỡ tan ra, bên trong không phải là máu thịt, mà là một khối băng. Bên trên khối băng điêu khắc thân hình của một người phụ nữ. Lúc này người phụ nữ giống như là đang sống, nhô một cái tay ra, đánh về hướng Philomena. Philomena cảm giác mình tựa như là đang chạm vào một ngọn núi băng, làn da bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, thân thể cũng chịu một đòn mạnh. Nhưng cô vẫn là thuận tay móc ra một con dao găm khác, trước khi cơ thể bị đánh bay ra ngoài, ngưng tụ thuật pháp thanh kiếm phán quyết, đâm về phía sau lưng của cái cơ thể không đầu kia. Rắc, ầm, khối băng bị nứt ra. Người phụ nữ được tạc ở phía trên cũng lộ ra vẻ mặt đau đớn và phẫn nộ. Ở phía trước, vị trí bụng của cơ thể không đầu bỗng nhiên trồi lên, dọc theo đó xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông. Hắn bắt đầu ngâm sướng những câu chú ngữ khó hiểu, nhưng không gian xung quanh xuất hiện sự chấn động rõ ràng. Đối mặt với Karen, khí thế bừng bừng đang đẩy thanh kiếm đến. Khuôn mặt này là đang dự định trước hết sẽ dịch chuyển cái cơ thể không đầu trong một cự ly ngắn, ít nhất là rời khỏi vị trí đại sảnh trận pháp này. Đúng lúc này, Memphis đã rạch lòng bàn tay của mình để cho một lượng lớn máu tươi chảy xuống đất, hô lên, trận pháp phòng ngự cấp 3. MAS lập tức hiểu ý, bắt đầu dùng máu tươi của Memphis tiến hành bố trí trận pháp trước đó khi lên đảo tế đàn kia. Memphis không thể làm được bước này, nhưng khi ở trên đảo tế đàn kia vì cứu Karen, ông ấy đã đột phá. Đây là một loại phương thức bày bố trận pháp hao phí sinh mệnh thậm chí có thể sẽ tiêu hao tiềm lực phát triển tương lai của mình, nhưng vì giúp Karen, Memphis cũng không quan tâm. Đối với Memphis bây giờ mà nói, nếu như con của mình là Richard và Karen cùng nhau té xuống nước,
ông ấy sẽ dẫm lên trên người Richard để cứu Karen lên. Trận pháp phòng ngự cấp 3 rất nhanh đã được bố trí, nhưng mà không phải để phía bên mình phòng ngự, mà là để trận pháp bao trùm tên thanh niên lưng còng kia, khóa việc hắn dịch chuyển trong cự ly ngắn lại. Karen phát ra một tiếng quát khẽ, thanh kiếm lưu tư tiếp tục đẩy về phía trước, đợi đến khi hơn phân nửa lưỡi kiếm đều đâm vào trong ngực của hắn. Lúc này Karen chuẩn bị dùng hai loại lửa ánh sáng và trật tự để đốt cháy hắn từ bên trong. Phía trên, mặt quỷ Blaze vẫn đang luôn khống chế Giragon phát ra một tiếng hừ lạnh, hướng tầm mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ chờ ngươi thôi. Alfred lập tức xuất hiện ở trước người Karen, ánh mắt hướng lên trên. Ánh mắt mị ma khởi động, mặc dù Alfred biết rõ lấy bây giờ mình sử dụng ánh mắt mị ma để đối đầu với thủy tổ dị ma mê hoặc là không có bất cứ phần thắng nào. Nhưng Alfred có thể vì thiếu gia nhà mình mà tranh thủ vài giây quý giá. Nhưng vào lúc này, một cái bóng màu vàng nhảy lên, vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ trên không trung, dành trước Alfred, thay thế Alfred tiếp nhận ánh nhìn của mặt quỷ Blaze. Go! Trong chốc lát, mắt chó và ánh mắt của mặt quỷ ở phía trên chạm vào nhau. Vẻ mặt của Blaze vốn dĩ đang rất phách lối và lạnh lẽo vào lúc này trong nháy mắt đã cứng lại. Chiếc hộp ký ức đã sớm bị lãng quên trong không biết bao nhiêu năm tháng được mở ra. Là ngươi, thần trật tự quay người rời đi. Nơi chôn cất những vị thần linh kia đã biến thành một vùng phế tích tan hoang. Sau đó có một vị thần khác bước đến, hắn mặc trên người một chiếc áo khoác da cá cổ xưa. Lộ ra một cánh tay, ánh mắt âm trầm, khóe miệng mang theo ý cười, cái đầu chọc sáng bóng phản chiếu ánh lửa đang cháy ở xung quanh. Đầu tiên thì hắn ta thưởng thức vết tích cuộc chiến vừa xảy ra ở nơi này, phát ra liên tiếp tiếng tặc lưỡi chật chật chật. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một cái xương sọ bị vỡ vụn đến nỗi chỉ còn lại một nửa đang nằm trước mặt mình. Sau đó, hắn giang rộng chân ra, cởi dây buộc ngang eo xuống, tí tách. Tí tách tí tách, tí tách. Phía dưới lại phát ra âm thanh bẹp bẹp với một biên độ nhỏ. A, à, đánh dấu tọa độ xong. Chương 1612, một ánh mắt, trật tự, 1. Đám mây đen của lịch sử mở ra, hai ánh mắt trải qua bao nhiêu năm tháng vô tận mà giao nhau một lần nữa. Mặt quỷ Blaze không nhịn được mà phát ra một tiếng hô kinh ngạc và đầy nghi ngờ ở trong lòng, vì sao ngươi vẫn còn là ngươi? Nơi chôn cất của thần vốn là một nơi thần kỳ, nếu không thì những vị thần sắp ngã xuống kia cũng không có khả năng lựa chọn an nghỉ ở nơi này. Thần ánh sáng lựa chọn tiến hành đàm phán cùng với nơi này, muốn yêu cầu những vị ở trong nơi chôn cất của thần không được can thiệp vào sự vận hành bình thường của thế giới. Thần trật tự thì trực tiếp từ chối việc thỏa hiệp và nhượng bộ, không quan tâm đến khế ước mà thần ánh sáng để lại khế ước. Một mình tiến vào trong nơi chôn cất của thần, nghiền nát tất cả âm thanh ồn ào. Nhưng những vị thần ngã xuống, thân thể vỡ nát, linh hồn tàn phá và những luồng oán niệm phiêu tán quanh quẩn, tạo thành những chất dinh dưỡng mới, lại một lần nữa tưới đẫm khu vực này, để nơi này càng trở nên quỷ dị hơn. Giống như là một vùng đất phì nhiêu của ác ý, cho nó thêm thời gian, nó tất nhiên sẽ sinh ra những nguồn cơn mới của sự hỗn mang. Thần trật tự chắc chắn đã nhìn thấy điểm này, cho nên mới để Ranedan tiến hành trục xuất khu vực này. Ranedan vốn vẫn luôn làm công việc như một đôi bao tay trắng của các chủ thần đã hoàn thành nhiệm vụ mà thần trật tự bố trí cho hắn một cách viên mãn. Hơi mang theo một chút tính toán ở trong lòng, hắn đã để lại một cái dấu ấn. Đây là thói quen của một vị thần lớn lên từ trong một làng chài nhỏ nghèo khó. Hắn vẫn luôn thiếu thốn cảm giác an toàn thật sự, dù sao thì xem như thế giới của thần, cũng không nhẹ nhàng và yên ổn như vậy. Mỗi lần thần chiến bộc phát, những vị thần đứng sai phe sẽ ngã xuống từng nhóm. Nhưng Blaze mặc dù vẫn là Blaze, nhưng đã sớm không còn là mảnh xương sọ vỡ nát nằm trên đất năm xưa. Sinh mệnh của hắn đã sớm lụi tàn, vốn chỉ đang dùng phương thức lưu trữ ký ức để truyền lại huyết thống của linh hồn, để hết linh hồn này đến linh hồn khác bị xóa bỏ ký ức rồi trở thành Blaze. Cho nên, Blaze thật sự sớm đã không còn tồn tại. Nhưng vấn đề là, Blaze lại phát hiện, chủ nhân của ánh mắt kia, hắn lại chưa trải qua sự thay đổi nào. Hắn vẫn còn là chính hắn, mặc dù bây giờ hắn chỉ còn là một con chó, nhưng ánh hào quang từ linh hồn phản xạ ra trong ánh mắt của hắn, để Blaze chắc chắn một điều, hắn vẫn là hắn của năm xưa. Sao hắn có thể làm được? Vì cái gì mà thời gian không xóa đi sự tồn tại của người? Vì cái gì mà ngươi vẫn giữ lại được bản thân? Vì cái gì mà ngươi còn có thể là chính mình nguyên thủy nhất? Ngọn lửa của sự ghen ghét,
trong thời khắc này hoàn toàn tràn ngập nội tâm của Blaze. Hắn không phục, hắn không cam tâm. Thật ra, VALL đã sớm để ý tới điểm này, lại từng dùng việc đùa cợt để nói ra. Cô nói, con chó ngu à, thần chợt đối xử với ngươi rất tốt nhỉ. Những hành vi này của ngươi nếu là gặp các chủ thần khác thì ngươi đã sớm bị họ giết chết, để linh hồn ngươi tan biến, mà thần chợt tự lại chỉ phong ấn ngươi mà thôi. Phải biết rằng ở thời kỳ cuối của kỷ nguyên trước thần trật tự thế nhưng đã từng điên cuồng tàn sát những thần linh khác, không có lý do gì mà hắn sẽ cố ý giữ lại chút tình nghĩa với người. Tóm lại, sau một khoảnh khắc mắt đối mắt này, Blaze kéo Ranedan vào trong lĩnh vực của mình. Bên trong lĩnh vực này, hắn chiếm hết tất cả ưu thế, hắn có thể khống chế tất cả, hắn là kẻ thống trị tuyệt đối. Mà ở sâu trong một vùng không gian tối tăm như mực, một con chó vàng đang rất là lười biếng mà nằm ì ở nơi đó. Thậm chí còn không quên vẫy vẫy cái đuôi của mình để biểu hiện một chút sự khinh thường của mình đối với nơi này. So với cục diện trước mắt này, thật ra thì thứ khiến Kevin sợ hơn đó có lẽ là bị cột ở trong túi lưới. Và ở phía ngoài là một cây giáo xiên vào, nếu ngươi đã không có cách dùng phương pháp đơn giản nhất là giết chết thể xác bên ngoài của ta. Vậy thì để ta xem trên phương diện linh hồn thì ngươi sẽ mê hoặc ta như thế nào. Kevin dùng chân chó để đệm dưới cằm của mình, ngáp một cái, giống như là đã chuẩn bị kỹ càng để thưởng thức màn biểu diễn của Blaze. Đã từng có một ông lão, là kẻ mạnh nhất ở thế giới này mà ta từng thấy khi vừa trở về, ông ta nghĩ hết tất cả biện pháp muốn giết ta. Thậm chí không tiếc vận dụng ngọn lửa linh hồn của ông ta, nhưng đều không thành công. À thật ra thì, ông ta cuối cùng cũng vẫn thành công. Nhưng cho dù thành công thì cũng chỉ nhốt ta vào trong một cơ thể sống khác làm nhà giam để cho ta chịu sự giới hạn chính xác về sống và chết một cách bị động. Còn bây giờ thì ngươi cũng chỉ là một cái mặt quỷ, đã vậy còn không phải trọn vẹn. Tới đây đi, ta đang nằm ở đây này, làm thịt ta đi. Có vẻ như bản thân Blaze cũng rõ ràng, hắn không làm gì được vị này, cho nên hắn cũng không có uổng phí sức lực phát động tấn công làm gì. Một khuôn mặt quỷ ngưng tụ ra, xuất hiện ở trước mặt. Kevin nhíu mày, nâng đầu chó lên, ngửa về đằng sau, cái chân chó cua cua ở trước mặt, biểu lộ ra vẻ ghét bỏ rất rõ ràng. Vì sao mà ngươi vẫn là ngươi? Blaze trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, không quan tâm đến chuyện đang xảy ra ở phía ngoài. Kevin tiếp tục vung vung cái chân chó. Blaze hiểu rõ con chó trước mắt này đang biểu lộ suy nghĩ gì, vì muốn biết đáp án, hắn cố chịu nhục nhã, chủ động lùi về sau một khoảng. Kevin thỏa mãn gật đầu, trả lời ta, go. Blaze nghe vậy thì chỉ im lặng. Miệng chó của Kevin mang theo ý cười, từ đầu khi vừa bị nghi thức đón thần siêu quy cách triệu hồi giáng thế, cơ thể mà hắn đã cải tạo xong lại Karen dành trước. Thời điểm đó hắn xấu hổ, giận dữ cuồng nộ, sau đó đợi đến cuối cùng lại biến thành chó, hắn càng cảm thấy khó thở. Nhưng thời gian dần trôi qua, chính nó cũng ý thức được, những kẻ đã từng tồn tại cùng thời đại với mình, bây giờ từng kẻ đều đã dần tàn lụi. Giống như là con chó ba đầu bị phong ấn ở trên hòn đảo này, bản thân nó cũng đã sớm trải qua sự tự sinh sản biết bao nhiêu đời. Rylissa ở trong cánh cổng luân hồi cũng chỉ còn lại một bộ xác không, như là một cái xác chết biết đi khổng lồ. Cảm giác hạnh phúc là đến từ sự so sánh, mặc dù bây giờ nó cũng rất thê thảm, nhưng tốt xấu gì thì nó vẫn còn là chính bản thân mình. Cho nên phản ứng của Blaze trước mặt sẽ chỉ làm cho Kevin càng thêm hài lòng. Có thể là do kỷ nguyên trước mình đã sống quá mệt mỏi, nên lần này, dứt khoát nằm, ngửa ở trên đệm chó mà nghỉ ngơi. Mặc dù nó biết Karen không phải là thần trật tự, nhưng điều có thể xác định chính là Karen đang càng lúc càng giống thần trật tự. Nó cũng không ngại về vấn đề mà Karen sẽ kế thừa thần trật tự, cho dù nó biết Karen vẫn luôn rất bài trừ và chống cự việc này, bởi vì đối với nó mà nói, những năm tháng từng đi theo sau lưng thần trật tự ấy, mặc dù biết bao lần phải thấy thấp thỏm và sợ hãi, nhưng phần lớn thời điểm thì hắn vẫn cảm thấy rất đắc ý. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1613, một ánh mắt, trật tự. 2. Khi ngươi giúp những chủ thần khác làm việc xong thì hắn sẽ có thể còn ra sức từ chối việc đã hứa sẽ giúp ngươi, rồi còn nói với ngươi về đại cục rồi kiêng kỵ gì đó. Chỉ có thần trật tự, sau khi làm đủ số nhiệm vụ đã giao kèo trước thì trực tiếp dùng ngai vàng trật tự để áp chế hải thần,
giúp mình trấn giết hải thần. Những người thích đọc thần sử đều sẽ cảm thấy thần trật tự cực kỳ vô tình. Bao gồm cả những người trong nội bộ của trật tự thần giáo cũng sẽ cho rằng vô tình mới là biểu hiện thật sự mà trật tự nên có. Nhưng nó lại cảm thấy có thể làm việc vì thần trật tự cũng mãi mãi là vinh hạnh của nó. Cũng chẳng trách vị lãnh chúa đan bên trong cánh cổng luân hồi kia sau khi nhìn rõ thân phận chân thật của Karen thì đã nói ra một câu cảm khái đối với bản thể của chính mình. Hắn ta trái lại là tìm về cái vị trí mà mình từng quen thuộc nhất. Ngọn lửa giận trong lòng Blaze đã sớm cháy lên. Hắn bắt đầu từng lần một mà nguyền rủa Ranedan, tấm màn của thời đại mới đã kéo ra, chúng thần trở về đã trở thành kết cục định sẵn. Đối với chuyện này, Kevin nghe cũng chẳng muốn nghe, bởi vì nó không cho rằng những thứ được sinh ra từ những đống cặn bã còn lại trong nơi chôn cất của thần có thể biết được tình hình gì ở bên ngoài. Khi kinh nghiệm và nhận thức của ngươi đã đủ phong phú, cho dù ngươi muốn bị lừa thì cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cuối cùng, Blaze bình tĩnh lại, mở miệng hỏi, chúng ta làm một cuộc giao dịch chứ? Kevin nghiêng đầu, vẫn không thèm đáp lại. Ta biết ngươi có thể tìm tới vị trí nơi chôn cất của thần, ta hy vọng ngươi có thể làm tiếp dẫn cho chúng ta trở về. Kevin tiếp tục đổi hướng mà nghiêng đầu sáng, lè lưỡi liếm môi một cái. Tất nhiên, giao dịch này đối với nó mà nói thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Đâu có chó nhà ai có thể quyết định thay cho chủ của nó được chứ? Bây giờ vẫn còn trong thời kỳ chư thần chưa trở về. Nếu như có thể trong thời kỳ này, tiếp dẫn nơi chôn cất của thần về thì chúng ta có thể ra tay nắm giữ thế giới này trước, những thần giáo chính thống kia cũng không cách nào ngăn cản chúng ta. Chúng ta có thể xây dựng quy tắc mới, chúng ta có thể chi phối thế giới này. Kevin hắt hơi một cái, dùng bàn chân chó xoa xoa nước mũi. Blaze bỗng nhiên lộ ra nụ cười, có lẽ ngươi cũng không biết trong nơi chôn cất của thần còn đang mai táng ai, phải không nhỉ? Hai mắt của Kevin nhắm nghiền, nếu như không phải cảm thấy quá ra vẻ thì nó thật sự còn muốn giả bộ ngáy ngủ. Vào lúc đó vốn dĩ ngươi nên kiểm tra kỹ nơi chôn cất của thần một chút, cẩn thận mà kiểm tra. À, đúng, là vì ngươi không dám, bởi vì ngươi biết sau khi thần trật tự càn quét qua nơi này. Nhưng còn có một số kẻ hùng mạnh nhưng không dám ngỗ nghịch lại ý chí của thần trật tự nên còn chưa bị thần trật tự xóa bỏ. Ngươi có thể cảm giác được bọn hắn vẫn còn chôn sâu ở dưới lòng đất. Nhưng ta cảm thấy, tất cả bọn hắn đều không thể tránh khỏi con mắt của thần trật tự, ngươi biết không? Khi ta chuẩn bị sử dụng đòn mê hoặc mạnh nhất của mình để đánh lén hắn, hắn chỉ quay đầu nhìn thoáng qua ta thì thân thể của ta đã trực tiếp sụp đổ. Chắc chắn thần trật tự cũng không nói cho ngươi biết rằng, Muse, nàng ta cũng bị mai táng trong nơi chôn cất của thần. Kevin lập tức ngẩng đầu chó lên, mở to hai mắt nhìn về phía Blaze. Nếu như trên đời này còn có thể có gì có thể để Ranedan vĩ đại không tiếc mọi thứ, đó chính là ánh trăng đã từng chiếu rọi thời thiếu niên của hắn. Vì nàng mà hắn mới bước lên con đường thành thần, vì nàng mà hắn mới không tiếc làm việc cho những chủ thần mà bôn ba khắp nơi, vì nàng mà hắn mới tự ra tay trấn áp hải thần. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không có tìm được tung tích của nàng, nàng ấy giống như đã hoàn toàn biến mất, mặc cho hắn có cố gắng như thế nào, đều không tìm ra được một chút gì liên quan đến Muse. Chính là bởi vì tình huống này, hắn mới lựa chọn đi nghiên cứu về thứ thuộc tính khiến cả thần phải cảm thấy dè chừng. Thời gian. Thần trật tự đã sớm biết Muse an nghỉ ở nơi đó, nhưng hắn vì để cho ngươi tiếp tục làm việc cho hắn, cho nên hắn mới không nói cho ngươi biết đấy. Ha ha ha. Nghe đến đây, vẻ khiếp sợ trên mặt chó của Kevin nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trong đôi mắt của nó cũng không còn là sự ngạc nhiên mà là trở nên thâm thúy. Ngươi, đã quá coi thường thần trật tự rồi. Blaze phát hiện sự thay đổi biểu cảm trên mặt Kevin, tiếp tục nói, ta sẽ để cho ngươi chứng kiến. Đến lúc đó, ngươi hãy suy nghĩ lại một chút, có nên đáp ứng với giao dịch mà ta đưa ra hay không. Dưới sự giúp đỡ không chút ngần ngại của các thuộc hạ trong đội, phía trước Karen là một con đường bằng phẳng. Vào lúc này thanh kiếm lưu tư đã hoàn toàn đâm vào trong lồng ngực cơ thể không đầu của tên thanh niên lưng còng kia. Sau đó, ngọn lửa ánh sáng cùng với ngọn lửa trật tự đồng thời cháy lên trên người Karen hội tụ theo thanh kiếm lưu tư, toàn bộ đều truyền vào trong cơ thể không đầu này. A a a a, a a a a. Tổng cộng có 5-6 tiếng kêu thảm thiết khác nhau truyền ra từ bên trong cơ thể không đầu này. Cái này khiến Karen có cảm giác giống như dùng bó đuốc mà chọc vào trong tổ ong vò vẽ. Thật ra, cơ thể của tên thanh niên lưng còng này vốn có tác dụng giống như một cái tổ ong để những kẻ này sống nhờ. Ngươi muốn chết?
Thanh âm của một người đàn ông tiếp đánh về linh hồn của Karen. Mê hoặc. Giọng nói trầm thấp của Anfet vang lên, ánh mắt mị ma khởi động, chủ động rời đòn tấn công linh hồn này từ trên người Karen lên trên bản thân mình. Lập tức, cơ thể của Anfet bắt đầu run rẩy nhưng mặt mũi vẫn bình tĩnh như trước. Ở bên cạnh thiếu gia cũng không có quá nhiều cơ hội để ra tay. So với cái chết thì Anfet càng quan tâm đến việc hình tượng của bản thân mình trong những tình huống này có hợp cách để ghi lại vào trong bút ký không. Cút ngay cho ta. Âm thanh the thé của một người phụ nữ truyền đến, từng luồng hàn băng bao trùm lên lưỡi kiếm Lưu Tư rồi tràn ra. Những hàn băng này không cách nào dập tắt ngọn lửa ánh sáng và trật tự ở trên lưỡi kiếm, nhưng lại trực tiếp khuếch tán về phía Karen. Karen lập tức đưa ra sự đáp lại của mình, sức mạnh hệ thủy của thủy tổ Elen thủy kết hợp với áo giáp hải thần bắt đầu tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, những hàn băng này sau khi bị cản lại một chút thì rất nhanh đã xuyên phá qua sự ngăn cản của sức mạnh thủy tổ Elen đồng thời thẩm thấu vào trong áo giáp hải thần. Lúc đầu trên cơ thể của Karen đã ngưng tụ ra một lớp băng, lập tức rất nhanh bị băng tuyết bao phủ, biến thành một cái tượng đá. Chương 1614, một ánh mắt, trật tự. À. Chết đi cho ta. Vẫn là tiếng gào thét the thé của người phụ nữ kia, khối băng bị phá tan, thần bào trên người Karen cũng vì vậy mà vỡ vụn hơn phân nửa, trên da cũng xuất hiện từng đường vân màu đỏ như máu. Làm sao có thể? Trong tưởng tượng của người phụ nữ này, cơ thể Karen cùng vỡ tan theo khối băng rồi rơi xuống mặt đất, nhưng Karen vẫn chịu được. Hàn băng của ta có thể đóng băng hóa giòn cả xương cốt, làm sao có thể? Karen không trả lời, tiếp tục truyền thêm ngọn lửa vào trên thanh kiếm Lưu Tư, những thứ đang ở trong cơ thể không đầu kia bây giờ càng trở nên điên cuồng hơn. Có nghĩa rằng tình huống của bọn hắn bây giờ đang càng nguy cấp hơn, cũng càng là chứng minh việc mình làm bây giờ là có tác dụng uy hiếp đến bọn hắn nhất. Còn về lúc bị đóng băng khi nãy, anh cảm giác được những luồng hàn băng kia giống như vô số con cô trùng nhỏ bé đang điên cuồng cắn xé cơ thể của mình. Nhưng mặc dù sức mạnh của thủy tổ Elen và áo giáp hải thần không thể ngăn cản thành công nhưng cũng đã triệt tiêu bớt rất nhiều. Lại thêm mình đã hấp thu xương cốt của nữ thần ám nguyệt, tính bền dẻo của cơ thể đã được tăng lên rất lớn nên mới ngăn cản được một chiêu khi nãy. Ngay sau đó, sức mạnh của các loại thuộc tính nguyền rủa, tai ương, ăn mòn bắt đầu điên cuồng truyền vào trong người Karen. Karen vừa cắn răng vừa tiếp tục chống đỡ thanh kiếm Lưu Tư mà truyền ngọn lửa vào trong cơ thể không đầu. Cuối cùng, cơ thể không đầu của tên thanh niên lưng còng kia đã phình to cực đại, nhiều loại ánh sáng mang màu sắc khác nhau trộn lẫn bên trong, tỏa ra mùi vị khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến, thanh kiếm Lưu Tư bắt đầu xuất hiện vết rạn. Thanh bảo kiếm của đảo ám nguyệt mà Ophelia đưa cho mình không cách nào chịu đựng nổi sự truyền dẫn dữ dội của các loại năng lượng, bắt đầu tan rã. Răng rắc, răng rắc, âm thanh vỡ vụn không ngừng truyền đến, một tiếng vang giòn cuối cùng truyền ra, thanh kiếm Lưu Tư hoàn toàn tan vỡ. Một đám mương mủ đủ loại màu sắc kia không tiếc tất cả mà muốn bay lên trên, muốn rời khỏi cục diện nguy hiểm lúc này. Karen rõ ràng, đây là cơ hội duy nhất do Taffman và tiểu đội của mình không tiếc mạng sống mà giành lấy được. Một khi để nó rời đi, khi hai bên tiếp xúc một lần nữa, cục diện sẽ không còn giống như lúc này. Không kịp đau lòng cho thanh kiếm đã đi theo mình rất lâu này, Karen không chút do dự mà đấm một phát về cái đám mủ này. Cánh tay phải của anh gần như không bị cản trở một chút nào mà trực tiếp xuyên thấu vào bên trong. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Mấy âm thanh truyền ra từ bên trong đám mủ này, đám mủ bắt đầu nhanh chóng hướng bao trùm về phía Karen nhằm ăn mòn anh. Karen trầm giọng nói, xiềng xích trật tự. Ù. Trong chốc lát, từng sợi xiềng xích trật tự xuyên qua, thoát khỏi đám mủ, sau đó những sợi xích lại lập tức chui thẳng vào trong lòng đất, khiến cho đám mủ này bị khóa chặt ở nơi này. Karen ngẩng cổ lên, ngọn lửa trật tự và ngọn lửa ánh sáng bay lên từ trên người anh, cháy lên những sợi xích. Tiếng kêu thảm thiết lại truyền đến từ trong đám mủ một lần nữa, lần này bọn chúng chả khác gì đang bị xiên que mà nướng trên ngọn lửa. Bởi vì đã trật tự hóa, màu sắc của ngọn lửa ánh sáng trên người Karen lúc này cũng là màu đen của trật tự, cũng chỉ có kẻ đang nếm thử nó mới có thể cảm giác được sự khác biệt. Từ lúc Karen bước đến đưa hải đồ thì thời gian cũng không trôi qua được bao lâu. Mà điểm mấu chốt nhất trong việc này là do nguồn năng lượng linh tính phong phú của Karen đã phát huy ra tác dụng cực lớn vào lúc này.
cũng chỉ có anh mới có thể phóng ra hai loại ngọn lửa này với cường độ cao như thế, hơn nữa còn có thể tiếp tục duy trì ổn định sức mạnh của ngọn lửa. Lúc này mới khiến cho những thứ tồn tại lung tung bên trong đám mù này bị tra tấn đau đớn như vậy. Đúng lúc này, Kevin vốn đang nằm gục mê man trên mặt đất mở mắt chó ra. Trước mặt của mặt quỷ Blaster phía trên đã xuất hiện một cây sáo dọc, cây sáo phát ra âm thanh du dương. Sau khi nghe được âm thanh này, mắt chó của Kevin lại trừng lớn một lần nữa, nó không cách nào quên được âm thanh này. Bởi vì nó đã từng có rất nhiều đêm lén nấp sau tảng đá ngầm, lắng nghe Muse thổi sáo trên bờ cát. Nàng ấy thích nhạc luật, am hiểu rất nhiều loại nhạc cụ, truyền thuyết liên quan tới nữ thần của Muse giáo là tiếng nhạc của nữ thần hấp dẫn hải thần. Hải thần đưa ra yêu cầu với nàng, nàng thì lại dùng yêu cầu về sự tôn trọng của cướp biển đối với những cô gái điếm để đáp lại. Muse. Ánh mắt của Kevin chìm vào trong sự ngờ nghệch, nó không tin năm xưa thần trật tự sẽ không nói với mình rằng Muse an nghỉ trong nơi chôn cất của thần. Đây không phải phong cách làm việc của thần trật tự, nhưng cây sáo này, cái âm điệu này, đúng là do Muse thổi ra, đây không thể nào là giả. Ha ha, Ranedan, ngươi nghe thử một chút xem, âm thanh này có quen thuộc với ngươi không nào? Nụ cười trên mặt quỷ lại trở nên vô cùng đắc ý và méo mó, dưới sự dẫn dắt của tiếng sáo, ác khuyển ba đầu vốn đang bị điều khiển cũng nhận được mệnh lệnh, cái đầu ở giữa nhìn về hướng này. Hé miệng, trong chốc lát, một cột dung nham kinh khủng phun ra về hướng này, nó hòa tan tất cả mọi thứ tiếp xúc trên đường đi, chỉ có điều bởi vì khoảng cách hơi xa. Cho nên cột dung nham còn cần một chút thời gian để quét đến nơi này, đủ thời gian để cho đám người ở đây tránh đi, nhưng với điều kiện tiên quyết là lập tức kết thúc quá trình giằng co đang xảy ra. Hoặc là kết thúc tất cả sự dây dưa, hoặc là cùng nhau chết, để ta xem các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Mặt quỷ Blaze rất hài lòng về phương thức phá vỡ cục diện của mình, rất đắc ý mà cúi đầu nhìn xuống phía dưới lần nữa. Mà lúc này, Karen cũng đúng lúc ngẩng đầu, nhìn lên trên. Lần này, không có Kevin ngăn cản, không có Anfes rời đi, ánh mắt của Blaze và Karen cuối cùng hoàn toàn tiếp xúc. Trong khoảnh khắc, con mắt của mặt quỷ trợn to, nụ cười đắc ý lúc đầu chuyển thành sự kinh hãi. Đó là cơn ác mộng nằm sâu trong chiếc hộp ký ức tra tấn biết bao nhiêu đời Blaze nhưng không thể nào xóa nhòa. Thủy tổ của dị ma mê hoặc giỏi về điều khiển tâm trí lại từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết được dấu ấn này trong tâm trí của mình. Bởi vì chỉ với một cái liếc mắt đã có thể đánh tan mọi sự kiêu ngạo của hắn, để hắn ghi khắc đời đời kiếp kiếp. Blaze phát ra âm thanh kinh hãi, trật tự. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1615, tín đồ thật sự của trật tự, 1. Lamerson, tín đồ sớm nhất của thần nguyên lý và cũng là một trong 8 hiền giả sau này được ghi chép ở trong thần thoại tự thuật của nguyên lý thần giáo đã từng nói, chỉ cần cho ta đủ bản mẫu, ta có thể vạch trần bản chất của thế giới. Mục đích để phát hiện quy luật khách quan từ trong vô số bản mẫu. Cũng giống như là Karen lúc này, anh thường xuyên bị ngộ nhận thành vị kia. Bởi vì số lần bị ngộ nhận khá nhiều, cho nên từ đó cũng tổng kết ra một chút quy luật. Đầu tiên, để có thể sinh ra ngộ nhận, cấp bậc nhất định phải vô cùng cao, cơ bản đều là ngang hàng với thần linh. Ankara có thành thần hay không cũng không biết, nhưng cô ta ít nhất cũng giống như Blaze, cho dù không thành thần thì cũng đã rất gần với thần. Bởi vì vào niên đại đó, chỉ có thần mới miễn cưỡng có tư cách gặp thần trật tự. Tiếp theo, đó là sự tồn tại không hoàn chỉnh. Ankara từng xuất hiện trên tầng cao nhất của khách sạn Ankara kia chỉ là ý thức của một mảnh thịt vụn được kích thích ra, ngay cả phân thân cũng không phải. Raelisa ở trong cánh cổng luân hồi thì đã mất đi thần cách, biến thành một cái xác biết đi khổng lồ. Nữ thần ám nguyệt ở trên hòn đảo tế đàn cũng chỉ là một luồng ý thức mà nữ thần để lại. Và ngay cả Blaze lúc này, trên bản chất cũng giống như cái đám mù này, tách một phần của mình ra để bám vào trên người của tên thanh niên lưng còng. Bọn hắn cũng không phải là hoàn chỉnh, cho nên trên phương diện tư duy và cảm giác sẽ xuất hiện hạn chế rất lớn. Trên một điểm này, Kevin chính là ví dụ minh họa tốt nhất. Bởi vì Kevin chỉ trong lúc Karen thể hiện ra cơn nghiện đã từng xuất hiện trên người của thần trật tự thì nó mới có thể lập tức sợ đến nỗi toàn thân đều run rẩy. Điều này có nghĩa rằng trong lúc sinh hoạt bình thường hàng ngày thì Kevin vẫn luôn rất rõ ràng rằng Karen cũng không phải là thần trật tự.
Loại hiểu lầm này xuất hiện một cách liên tiếp như vậy thật ra cũng rất dễ hiểu, bởi vì câu nói không thể nhìn thẳng thần này cũng không phải là để dành cho người bình thường, thậm chí cũng có hiệu quả tương tự đối với thần. Khi Raylissa vẽ ra bức tranh cái kết của trật tự, chọc giận thần trật tự cho nên bị trấn áp, cũng thuộc về phạm trù cấm kỵ không thể nhìn thẳng thần. Có lẽ trong ánh mắt của những vị thần bình thường, thần trật tự mà bọn họ nhìn thấy vẫn không thể nhớ rõ mặt. Hay là có thể nói rằng thần đã sớm không cần dùng con mắt để quan sát thế giới. Bọn họ có nhiều cách thức khác để cảm giác và khống chế thế giới xung quanh mình, cảm giác đối với những sự vật bên ngoài đã trở thành một loại hình thức khác. Lúc đối mặt với thần trật tự, phần lớn bọn họ đều sẽ lựa chọn kính sợ, lui lại. Nếu có can đảm để chống đối thì cũng rất nhanh sẽ bị thần trật tự trấn áp một cách vô tình. Cho nên, trong sự nhận thức của bọn họ, thần trật tự nhiều khi cũng không phải là một người, mà là một loại màu sắc, một loại âm thanh, một loại dấu hiệu có ý chỉ đặc biệt. Ví như trong thời đại đó, khi một chùm ánh sáng thuần túy nhất xuất hiện, ngươi sẽ vô ý thức mà cho rằng là thần ánh sáng đã giáng lâm. Bởi vì chỉ có thần ánh sáng mới xứng có được loại ánh sáng thuần túy nhất này. Khi Karen sử dụng xiềng xích trật tự thì cũng cùng một nguyên lý, những kẻ đã từng cảm nhận được hơi thở của thần trật tự. Dựa trên điều kiện tiên quyết đó là bản thể không hoàn chỉnh, khi lại cảm giác được cái hơi thở đặc biệt này một lần nữa, chắc chắn sẽ vô thức mà cho rằng đây chính là thần trật tự. Trong lòng của Blaze hiện tại tràn ngập sự kinh hãi, sự sợ hãi đối với thần trật tự của hắn sớm đã khắc sâu vào nơi tận cùng của linh hồn. Cộng thêm trước đó lại có Kevin làm nền, mà thân phận của Kevin vào thời kỳ đó trên một mức độ nhất định thì được gắn liền với thần trật tự. Lúc trước gặp được Kevin, sau đó lại cảm giác được loại hơi thở đặc thù kia của trật tự, ấn tượng trong ký ức lại được tăng lên gấp đôi. Lúc trước Blaze còn cảm thấy vô cùng tự tin, sau đó tưởng tượng cảnh sau khi nơi chôn cất của thần được quay trở về. Thừa dịp thời đại mà chư thần chưa ra, tiến hành thống trị thế gian, nhưng giấc mơ đầy tham vọng kia đã bị phá tan chỉ trong nháy mắt. Năm đó nơi chôn cất của thần còn đang trong thời kỳ đỉnh cao, một mình thần trật tự đã có thể tiến vào để trấn áp tất cả những ý kiến bất tuân. Bây giờ nơi chôn cất của thần mặc dù vẫn còn thần bí, vẫn còn giữ lại rất nhiều truyền thừa như cũ. Nhưng khi so sánh với thời kỳ của những vị hùng mạnh đã cao tuổi nhưng chưa ngã xuống kia thì vẫn không có cách nào để so sánh. Xong. Nhưng mà trong tình cảnh mất hết sự can đảm, tình thế vẫn phát triển theo như quán tính của nó. Karen có thể ỷ vào cơn nghiện của mình, trong cục diện kia mà cưỡng ép nữ thần ám nguyệt phải cầu xin mình, loại chuyện này nhưng chỉ có lần đó thôi, mà lại. Cho dù bây giờ Blaze đã bị sợ đến ngây người, nhưng mệnh lệnh mà hắn đưa ra lúc trước cho Giragon vẫn còn hiệu lực. Cổ dung nham đáng sợ kia vẫn còn tiếp tục quét về phía nơi này, nguy cơ vẫn còn hiện hữu. Tâm thần của Blaze vào lúc này vẫn còn chấn động, nhưng rất nhanh thì hắn có thể chứng kiến thần trật tự vô cùng hùng mạnh không thể chiến thắng, tan rã không còn cặn bã dưới dòng dung nham kinh khủng kia. Nghe mệnh lệnh của ta, ta ở lại nơi này, toàn bộ các ngươi rời đi. Karen phát ra tiếng gầm giận dữ, mặc dù anh đang ỷ vào nguồn năng lượng linh tính tích trữ vô cùng kinh khủng trong cơ thể mình để tiếp tục không ngừng thiêu đốt cái đám mù này. Nhưng áp lực và sự đau đớn mà anh phải gánh chịu bây giờ cũng không biến mất. Lúc này nói chuyện ra lệnh, tự nhiên không có khả năng dùng tâm thái bình thản. Mà lại, anh còn cần dùng loại phương thức này để diễn tả quyết tâm kiên cường của mình. Cái này không phải là vì mình, mà là vì để cho các thuộc hạ trong đội lúc vứt bỏ anh có thể cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, lại để bọn họ tự thuyết phục bản thân mình dễ hơn. Karen vẫn luôn không cho rằng mình là một người vĩ đại. Anh cũng cực kỳ tránh để cho mình trở nên vĩ đại, thậm chí anh chưa từng rêu rao ca ngợi về đạo đức của mình, trái lại rất ngoan cường và kiên trì nhận định rằng mình có một giới hạn cuối cùng rất linh hoạt. Nhưng bây giờ, anh không thể lựa chọn như vậy. Lúc này nếu dừng tay lại thì cũng tương đương với việc từ bỏ cục diện rất tốt mà lúc trước phải vất vả tốn bao công sức mới giành được. Mà một khi hai bên kết thúc trạng thái giằng co và lôi kéo này, bên phía tên thanh niên lưng còng vốn có thực lực càng mạnh hơn và đồng thời còn nắm giữ quyền khống chế Giragon sẽ một lần nữa lấy được ưu thế tuyệt đối. Như vậy thì mình và cả đội cũng không sống nổi, kết cục tất nhiên là bị bọn hắn giết sạch. Nếu như mình không dừng tay lại, tiếp tục giằng co, như vậy thì cái đám mù to tướng trước mặt này sẽ bị thiêu chết. Hoặc là mình với nó sẽ cùng tan chảy trước dòng dung nham của Giragon, như những người khác có thể sống.
Đây không phải là tinh thần chủ động hy sinh cao cả gì, mà chỉ là logic mua bán đơn giản. Dù sao mình cũng phải chết, còn không bằng giữ lại được vài mạng người, cũng không quá thiệt thòi. Nhìn giống như đang có hai sự lựa chọn nhưng thật ra cũng chỉ có một, cũng sẽ không có gì để băn khoăn. Mệnh lệnh mà Karen vừa đưa ra này lập tức xuất hiện hiệu quả, một tiểu đội ưu tú trong tình huống này sẽ không thể xuất hiện cảnh đau khổ cầu khẩn. Người, không đi thì ta không đi, bởi vì điều kiện thực tế vốn dĩ không cho phép. Tất cả mọi người đang rơi lệ, nhưng tất cả mọi người đều sẽ vừa rơi lệ vừa rời đi, rốt cuộc cũng không thể để đội trưởng hy sinh một cách uổng phí. Chương 1616, tín đồ thật sự của trật tự, 2. Alfred nâng lên Tafman đã thoi thóp, vừa lùi hẳn về phía sau vừa nhìn về phía Karen, bất kể lúc nào. Alfred đều sẽ vĩnh viễn phục tùng ý chỉ đến từ thiếu gia, có thể vì thế mà không mang theo chút cảm xúc nào. Bat ôm lấy Philomena đang bị thương, cắn răng một cái, lập tức rời đi. Ventura đỏ cả vành mắt, cũng vẫn lựa chọn rút lui như cũ. Nếu như có thể thay thế, cậu ta nhất định sẽ hy sinh thay thế đội trưởng. Nhưng vấn đề là cậu ta biết rõ mình không có khả năng có thể tiếp tục kiềm chế cái đám mù kia giống như đội trưởng. M.A.S. đỡ Memphis lên, lúc đầu Memphis cũng muốn rời đi, nhưng rất nhanh ông ấy lại dừng bước, đẩy M.A.S. ra, ta không đi. Ông, M.A.S. ngay lập tức nhìn về phía bọn người Muri, ý bảo bọn họ nhanh chóng đánh gục Memphis rồi mang ông ấy rời đi. Muri vốn định làm như thế, nhưng Alfred lại mở miệng nói, để cho ông ấy ở lại đi. Nghe được câu nói này của Alfred, Muri do dự một chút, cuối cùng kéo M.A.S. rời khỏi. Cảm ơn, Memphis cười cười nói với Alfred. Alfred nhẹ gật đầu với Memphis. Alfred biết Memphis và Karen đã nhận nhau. Đối với Aizen mà nói, ông ấy không có khả năng lựa chọn vứt bỏ Karen mà rời đi. Đây không phải là về vấn đề lợi ích được hay mất, cũng không phải là vấn đề có làm phụ lòng sự hy sinh của Karen hay không, mà là nếu Aizen rời đi trong cục diện này, vậy thì quãng đời còn lại của ông ấy sẽ sống trong sự tra tấn dằn vặt cho đến chết. Ông ấy đã trải qua cảm giác này một lần, tuyệt đối không muốn phải trải nghiệm thêm lần thứ hai, mà lần thứ hai lại diễn ra ngay trước mặt của ông ấy, bệnh tình chắc chắn sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ở lại sẽ chết, rời đi thì sống không bằng chết, cho nên ông ấy lựa chọn đi theo Karen mà cùng chết. Đứng trên góc độ của một người chồng một người cha, ông ấy làm vậy thì có chút thiếu trách nhiệm, nhưng vấn đề là, ông ấy là một bệnh nhân mắc bệnh nan y trầm trọng. Người vừa mới bò ra khỏi vũng bùn, lúc trông thấy một vũng bùn khác xuất hiện ở trước mặt mình thì hắn ta sẽ hoàn toàn không muốn lại rơi vào. Kevin cũng đi theo Alfred mà rời đi, đúng lúc này, Pall lúc này lại nhảy xuống khỏi bờ vai của Ashley. Tiểu thư Pall, Ashley cuống quýt gọi, ngươi cứ đi đi, ta không đi. Pall cũng không quay đầu lại mà tiếp tục chạy về phía Karen. Tiểu thư Pall, Ashley chuẩn bị chạy đến để bắt Pall lại. Alfred hô, để nó đi, nó có quan hệ cộng sinh với thiếu gia. Nếu như Karen chết đi vậy thì một bên khác có quan hệ cộng sinh cũng sẽ chết theo, cho nên Pall có đi hay không cũng không có gì khác biệt. Kevin trông thấy Pall chạy đến bên cạnh mình, theo bản năng muốn duỗi chân ra để bắt Pall lại, nhưng bắt hụt. Nhìn bóng lưng của Pall, Kevin trực tiếp quay đầu, gâu. Sau đó, Kevin cũng đuổi theo. Kết quả không đuổi theo được bao xa đã bị Alfred dùng một tay mà nắm cái đuôi lại. Kevin bắt đầu giãy giụa, quơ quơ chân chó, nhưng Alfred không rảnh để ý đến nó, vừa tiếp tục khiêng Tafman vừa kéo Kevin rời đi. Sau khi móng vuốt cào xuống dưới đất một hồi, Kevin biết mình không cách nào tránh khỏi Alfred, Kevin cũng từ bỏ, lông mày vốn đang nhíu chặt cũng giãn ra một chút. Nó cảm thấy nếu như nhìn Pall ở lại còn mình rơi đi thì trong lòng sẽ cảm thấy băn khoăn. Bây giờ bị Alfred dắt lấy cái đuôi mà kéo đi thì nó ngược lại cũng có thể tiếp nhận một chút. Nếu quả thật là kết cục xấu nhất diễn ra thì như vậy sau này khi tự mình hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm nay thì nó có thể bớt cảm thấy áy náy và tự trách bản thân hơn một chút. Đám tín đồ ánh sáng kia cũng bắt đầu rời đi, chỉ có điều là phương hướng trái ngược với đám người của Alfred. Rút tay lại đi, chúng ta nguyện ý đáp ứng điều kiện của ngươi. Rút tay lại, chúng ta cam đoan ngươi an toàn. Chúng ta sẽ không trả thù. Chúng ta có thể ban cho ngươi truyền thừa, ban cho ngươi kho tàng.
chúng ta có thể lựa chọn ngươi làm sứ giả đại diện cho nơi chôn cất của thần. Rất nhiều ý thức trong đám mù kia bắt đầu tiến hành thuyết phục Karen. Bọn hắn vốn cho rằng lúc cột dung nham mà Giragon phun đến nơi này thì tình thế giằng co chắc chắn sẽ được giải quyết. Nhưng khi bọn hắn phát hiện người trẻ tuổi đối diện này hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến tính mạng của mình thì bọn hắn bắt đầu sợ hãi. Nhưng mà Karen vốn không quan tâm đến những lời đề nghị này của bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất khó đưa ra điều kiện thật sự có thể hấp dẫn được mình. Còn nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà tin tưởng vào những lời hứa hẹn mông lung này vậy thì mới thật sự là ngu xuẩn. Lúc này, VALL đặt mông ngồi sau lưng Karen, bởi vì trên người Karen đang cháy rực hai loại lửa, cô cũng không theo thói quen mà ngồi lên trên bả vai của anh. Amel, VALL duỗi lưng một cái, cúi đầu xuống, vừa đùa bỡn cái đuôi của mình vừa nói. Trước đó ta còn từng nói rằng lần này sau khi chúng ta trở về thì ta sẽ tự thiết kế tang lễ trước cho mình, không nghĩ tới vẫn không kịp, bất ngờ nằm xuống ở nơi này rồi. Karen mở miệng nói, cho nên cô cũng cần phải xem nhiều phim thêm một chút. Giống như Muri đấy à? Đúng. À, được rồi, nhưng có lẽ cũng không có. Cơ hội này, phải chăng đây chính là đời người sao, luôn luôn thích dành cho người ta những sự ngoài ý muốn trong lúc không ngờ đến nhất. Bây giờ có thể nói thì nói nhiều một chút, nếu không nói thì không còn cơ hội, không nên lãng phí cơ hội tốt như lúc này. Ta cũng lười nói, dù sao khi yêu tinh radio viết hồi ký về chúng ta thì sẽ cho ta thêm lời thoại mà thôi, ta tin tưởng vào trình độ văn học của yêu tinh radio. Cũng đúng. Lúc này, cùng với nhiệt độ kinh khủng bên ngoài đang đến gần, đám mù kia còn đang đau khổ chịu đựng dưới sự thiêu đốt của Karen phát động lần một lần phản công cuối, xem như là nỗ lực dãy dụa sau cùng. Hai mắt của Karen nhắm nghiền, tiếp tục truyền sức mạnh của mình ra ngoài, lúc này thì thế cân bằng lại tiếp tục được duy trì. Chúng ta có thể đàm phán. Đây là lời hò kết điên cuồng cuối cùng đến từ trong đám mù kia. Hai mắt Karen vẫn nhắm chặt, hoàn toàn không để ý tới những lời này. Nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, mặt đất bắt đầu hòa tan, điều này cho thấy cái kết đã đến gần. Không chỉ có là PALL, thật ra bản thân Karen cũng không ngờ tới mình sẽ dùng phương thức như vậy mà kết thúc ở chỗ này, nhưng mà trong lòng của anh cũng không cảm thấy có gì phải tiếc nuối. Vù, đúng lúc này, gió nổi lên, mà gió lại rất lớn. Gió thổi đến những vật chất màu đen, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành nền móng, từ trên nền móng xuất hiện tường thành. Tóm lại, với một tốc độ mà khó có thể tưởng tượng được thì một tòa thành màu đen cao ngất bỗng xuất hiện ở nơi này. Cái tòa thành này so với pháo đài hắc ngục mà Karen hay triệu hồi ra thì lớn hơn gần 10 lần. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1617, tín đồ thật sự của trật tự, 3. Tốc độ như vậy, phẩm chất tốt như vậy, để Karen lập tức nghĩ đến một người. Cái người này, đúng ra mình còn phải gọi một tiếng thầy. Tòa thành to lớn giống như một ngọn núi, trở thành vách ngăn che chở nơi này. Lúc cột dung nham của Giragon quét về phía nơi này, trực tiếp đụng vào tường thành phía ngoài. Tòa thành bắt đầu nhanh chóng hòa tan, đồng thời lại đang nhanh chóng khôi phục, giống như là đang trong quá trình giằng co. Cũng may là dòng dung nham cuối cùng đã xuyên qua. Mặc dù tòa thành đã mấp mô đổ sụp hơn phân nửa, nhưng nó quả thật đã hoàn thành tác dụng của mình, bảo vệ cái khu vực vốn sẽ bị dòng dung nham kia nuốt chửng. Ma Van Ho bay ra từ bên trong phòng điều khiển, lúc rơi xuống đất không có phát ra âm thanh, bởi vì hai chân của hắn lơ lửng trên mặt đất. Một sợi dây leo màu đen tiếp tục bám lên trên tay của hắn, đây là mối quan hệ. Điều khiển, pháo đài hắc ngục ở phía sau còn đang nhanh chóng tự chữa trị. Bụp, bụp, bụp. Đúng lúc này, những đám màu sắc trong cái kia bọc mủ kia cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, bắt đầu từng cái nổ ra, triệt để tiêu tán. Mặt quỷ Blaze ở phía trên vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, chỉ kịp cúi đầu nhìn thoáng xuống dưới. Đáng tiếc, phần linh hồn này của mình không có cách nào liên hệ với bản thể đang ở trong nơi chôn cất của thần. Bằng không hắn nhất định sẽ thông báo cho bản thể của mình, thần trật tự vẫn còn ở đây, nơi chôn cất của thần không thể quay trở về. Cơ thể không đầu của tên thanh niên lưng còng kia tan ra, hắn cùng với những đồng bạn ở trên người hắn bị xiên dính bởi xiềng xích trật tự mà nướng trên lửa. Phù phù, cơ thể của Karen nghiêng về phía trước, hai đầu gối chạm đất, nhưng mà hai tay rất nhanh chống trên mặt đất,
anh bắt đầu há lớn miệng mà thở hồng hộc. Anh cảm giác mình giống như là một cái bình ga mini, sau khi đốt xong lần đầu thì lại lắc lắc lên. Loại tình huống này ở trên người anh, ngoại trừ lúc tu luyện thuật pháp gặp phải thì gần đây đã rất hiếm thấy. Memphis lộ ra ý cười, cười rất lớn tiếng, cười đến nỗi ra nước mắt và nước mũi, sau đó bắt đầu ho dữ dội. Ball đi tới trước mặt Karen, dùng chân vỗ vỗ lên trên mu bàn tay mà Karen đang chống xuống dưới đất. Chuẩn bị cho cái chết bất ngờ, kết quả lại bằng một cách bất ngờ mà không chết, ta nói đi, đây chính là nhân sinh miêu. Marvan hô bồng bềnh đến trước mặt Karen, mặt mỉm cười, Karen. Karen nuốt ngụm nước bọt, mấp máy đôi môi khô khốc, gian nan ngẩng đầu, hô, thầy. Đúng lúc này, một giọng nói già nua truyền đến, tại sao phải cứu hắn, hắn ta nên chết. Lập tức, Karen cảm giác được một bàn tay đang nắm mạnh lấy cổ mình, nhấc cả người mình lên. Ngay sau đó, Karen trông thấy một cái ông già xuất hiện ở trước mặt mình. Ngài, à. Tahisen cười lạnh nói, kẻ đầu cơ, nên tan rã dưới dòng dung nham, Ma Van Ho, ngươi không nên cứu hắn. Ma Van Ho trầm mặc không nói, nghĩ trong lòng vậy lúc trước vì sao ông không cản tôi ra tay thế. Cảm thấy rất thú vị nhỉ, rất đắc ý à, lần này vậy mà còn chưa chết, có phải ngươi đang nghĩ đợi đến lúc trở về đại khu để được lên chức không? Đúng, Tahisen nghe được câu trả lời ngay thẳng như, khóe miệng không khỏi nhếch ra, lúc này mắng, kẻ như ngươi, không thể để cho ngươi trở về, không thể để cho ngươi lên chức, không thể để sau này ngươi ngồi lên vị trí cao cấp trong thần giáo, ngươi sẽ khiến thần giáo lạc lối. Ngươi nên chết đi. Lạch cạch, Karen bị thả xuống, té ngồi trên mặt đất, Tahisen giơ bàn tay lên trực tiếp đánh về phía Karen. Bọn người PALL, Memphis muốn lên trước ngăn cản, nhưng bên người Tahisen xuất hiện một tấm ngăn màu đen ngăn cách. Mọi thứ ở bên ngoài, bao gồm đám người Anfet vừa mới quay trở lại. Hai mắt của Karen nhắm chặt, cơn gió gào thét lướt qua mặt mình, thấy có chút đau. Khi mở mắt ra một lần nữa, Karen trông thấy ông lão này không có đánh về phía mình, mà là một lần nữa cuốn ống tay áo thần bào của mình lên. Được rồi, ngươi đã chết. Lúc này Karen đã không còn sức để ý thức được cái tiếng nghi ngờ phát ra trong miệng mình nghe có vẻ như đang tìm đường chết đến mức nào. Lúc này, một người thanh niên tuổi trẻ xuất hiện, đỡ Karen lên. Winker cười nói với Tahisen, ta biết ngay là ngài không nỡ mà. Sau đó, Winker lại nhìn về phía Karen nói, cũng là do ngươi may mắn đấy, chúng ta vừa lên đảo đã cảm giác được hơi thở trật tự nồng đậm ở phía này. Nếu như trì hoãn thêm một chút hoặc là muộn một chút thôi thì ngươi đã xong đời rồi. Ngài Tahisen lúc vừa mới trông thấy ngươi còn trẻ như vậy, còn sợ hãi về thiên phú của ngươi, ha ha ha, hắn làm sao có thể nỡ ra tay giết ngươi được, ngươi còn trẻ như vậy. Ta đã giết hắn. Tahisen kéo ống tay áo lên cao, lộ ra hai cánh tay thon gầy của người cao tuổi. Winker trêu chọc nói, chỗ nào thế? Sao tôi không thấy vậy? Có rất nhiều phương thức để giết người. Tahisen không nhanh không chậm nói, ánh mắt lại nhìn vào Karen một lần nữa. Tiếp theo, ta sẽ giáo dục hắn, làm một kẻ đầu cơ là một chuyện rất thiếu phẩm đức, mà lại đáng hổ thẹn đối với tín ngưỡng của mình. Ta muốn để hắn tận mắt nhìn xem tín đồ thật sự của trật tự cần phải có dáng vẻ như thế nào. Ma Van Ho cúi đầu lên tiếng nói, xin ngài không nên xúc động. Winker lập tức cũng thay đổi sắc mặt, tôi có thể đi đàm phán, tôi có thể đại biểu để ổn định việc này lại, tôi xin ngài tuyệt đối đừng cứng rắn như thế, cơ thể của ngài không chịu được đâu. Đàm phán? Bây giờ mà còn cần đàm phán? Ta ghét nhất đó là hiện tại thần giáo giống như biến thành một cái phòng hội nghị, khắp nơi đều là ký hiệp định, ký hòa ước, ngươi thử xem một chút. Bao nhiêu người đã chết trên hòn đảo này rồi, ngươi lại thử suy nghĩ một chút, lại sẽ có bao nhiêu người sẽ chết trong quá trình ngươi đi đàm phán. Ta biết bây giờ trong giáo có rất nhiều người đều ủng hộ tân đại tế tự vừa kế nhiệm, cho rằng thần giáo hẳn là từ bỏ việc hao tổn bản thân để giữ gìn trật tự, theo đuổi lợi ích thuộc về mình. Ngươi cho rằng chúng ta đang giành được lợi ích sao? Không, ta cho rằng đây là thua lỗ lớn. Ngươi có biết vì sao mọi người lại tín ngưỡng trật tự không? Trật tự không phải dùng để cứu vớt hay kiến thiết. Nguyên nhân mà mọi người tín ngưỡng trật tự là vì mọi người tin tưởng một trật tự tốt đẹp có thể tránh cho lầm than xảy ra. Tahisen quay người, mặt, nhìn về phía ác huyền ba đầu Giragon ở đằng xa, nhìn về phía biển lửa rực cháy, nhìn về phía trên dốc núi, nhìn về phía vị thiên sứ đang lơ lửng kia,
trên người ông ta xuất hiện một hình chiếu, cũng chính là bộ dáng của ông ấy. Hắn bắt đầu bước chân về phía trước, mỗi một bước mà ông ta bước ra, hình chiếu sau lưng bắt đầu trở nên càng lúc càng cao lớn, cuối cùng hóa thành một bóng người cao to. Sau một khắc, âm thanh của ông ta vang vọng ra bốn phía xung quanh, ta nói này, các ngươi thật sự nghĩ rằng người của trật tự thần giáo chúng ta đã chết hết rồi à? Chương 1618, đừng làm mất mặt của hắn, 1. Mặc dù ảnh hưởng của Blaze đối với Giragon đã bị giải trừ, nhưng ngọn lửa này cũng sớm đã được châm ngòi, trừ phi đốt sạch tất cả mọi thứ. Nếu không thì cũng không có cách nào để dừng lại, cho nên mùi lửa ban đầu có tồn tại hay không cũng đã không còn ý nghĩa gì. Mà lại, gia tộc Durance ở trên sườn núi và Laura của vực thẳm thần giáo bên kia cũng không lựa chọn từ bỏ, vẫn còn tiếp tục tiến hành dẫn dắt và ảnh hưởng đến Giragon. Nhất là sau khi cảm giác được một luồng sức mạnh cạnh tranh để khống chế Giragon khác đã biến mất, lúc này bọn hắn trở nên càng thêm phấn chấn và tích cực. Hình chiếu to lớn của Tahisen xuất hiện, âm thanh chất vấn truyền đến, cả hai phe kia đều nghe thấy được. Laura, người của trật tự đã xuất hiện. Laura, ta cảm thấy bây giờ chúng ta thu tay lại thì vẫn còn kịp. Ánh mắt Laura nhìn về phía hình chiếu to lớn ở phía xa kia, thiên sứ sau lưng cô cũng đang thực hiện động tác tương tự. Ta cảm giác ta sắp thành công rồi, chờ đến lúc giành được quyền khống chế Giragon thì chúng ta sẽ lập tức mang theo nó rời đi. Bên phía trật tự, chúng ta có thể đưa ra lời giải thích. Ta cảm thấy nếu như bây giờ chúng ta thu tay lại thì còn có thể giảm bớt cho thần giáo rất nhiều phiền phức khi thương lượng đấy. Đúng vậy, Laura, bây giờ hãy thu tay lại đi, chuyện lần này đã hơi nghiêm trọng rồi. Thiên sứ phát ra một tiếng gầm nhẹ, chúng ta đang khống chế con hung thú này để bảo vệ cư dân trên hòn đảo. Chuyện trước đây xảy ra trên hòn đảo này không có gì liên quan đến chúng ta. Người của trật tự đến thật nhanh. Trên mặt của Rhys lộ ra vẻ lo âu, nắm lấy một cây trượng, đang phát run. Celine mở miệng nói, sau đó thì sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể dừng lại sao? Ba gia tộc chúng ta vì con hung thú này đã trả một cái giá khổng lồ như vậy. Hỏa đảo bây giờ hầu như đã bị phá hủy một nửa. Chúng ta nhất định phải lấy được con hung thú này. Rhys nhìn thoáng qua người phụ nữ này, gật nhẹ đầu. Trong lòng thì nói, đồ ngớ ngẩn, thật nghĩ rằng chúng ta có thể xung đột với hạm đội ám. Nguyệt được trật tự thần giáo đứng sau lưng ủng hộ thì có nghĩa là chúng ta có khả năng xung đột chính diện cùng với trật tự thần giáo rồi sao? Rhys xoay người, nói, ta đi trước. Ngươi sợ hãi? Celine hỏi. Đúng vậy, ta sợ hãi, ta muốn tìm một nơi an tĩnh, có thể sao? À, ngươi đi đi. Miris ngồi vào trong xe ngựa, sau khi cửa xe bị hộ vệ đóng lại, hắn lập tức cởi ra nút áo, bắt đầu há lớn miệng mà thở hồng hộc. Gia chủ, bây giờ chúng ta sẽ ra biển để tập hợp người trong tộc rời khỏi nơi này sao? Lão quản gia hỏi. Tìm một chỗ, ta muốn tắm rửa, thay một bộ quần áo. Rhys nói bổ sung, nước lạnh cũng được. À, vâng, gia chủ. Tahisen mở tay ra, mở miệng nói, Ma Van Ho, tạm thời cho ta mượn sức mạnh của cái lưỡi hái kia một chút. Ma Van Ho đáp lại nói, ông gượng ép ra tay vốn đã rất nguy hiểm, nếu lại mượn dùng sức mạnh của lưỡi hái chiến tranh thì cơ thể và linh hồn chắc chắn sẽ không chống chịu nổi. Cho ta mượn đi. Không thể cho mượn. Cho ta mượn đi, thưa ngài. Ánh mắt của Ma Van Ho cực kỳ phức tạp nhìn mà về phía Tahisen, hỏi tại sao ta cảm giác ý nghĩ của ông lại thay đổi. Ý nghĩ của ta từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đều không thay đổi, thưa ngài. Ông không cần gọi ta là ngài, ta không nhận nổi. Ma Van Ho nhắm mắt lại, bên trong phá đài hắc ngục phía trước, lóe ra ánh sáng màu đen khiến người ta khiếp sợ. Tahisen, ông thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Lúc đầu chỉ là nghĩ kỹ, bây giờ thì triệt để buông xuôi. Có ý gì? Ngươi không cần phải biết. Tahisen phát ra một hồi tiếng cười, có biết không? Lúc tuổi còn trẻ ta đã từng thích đánh nhau, mãi cho đến khi gặp hắn ta, ta bỗng nhiên cảm thấy không còn hứng thú gì với việc đánh nhau nữa. Cho nên à, bây giờ ta cũng chỉ có thể dựa vào cảnh giới và những gì tích lũy được trước đây, thử nghiệm múa may vài cái. Nếu nhìn không được thì cũng đừng cười. Ma Van Ho khẽ nhíu mày, hắn theo bản năng cảm thấy câu nói này của Tahisen có chút kỳ quái. Winker thì mắng to, cái lão già không cần mặt mũi như ngài. Thầy của tôi đi mất thì tôi đã đủ xui xẻo rồi. Thật vất vả nịnh bợ ngài lâu như vậy,
trông cậy vào ngài có thể xem ở trên mặt mũi của thầy tôi mà giúp tôi sắp xếp một công việc khác. Cho dù ngài đã rời đi, nhưng quan hệ vẫn còn mà, nhưng bây giờ ngài lại muốn tự giết chết mình đấy à? Đụng tới hai lão già như ngài và thầy của tôi, tại sao tôi lại xui xẻo đến thế cơ chứ? Winker vừa chửi rủa vừa khóc lóc, sau đó nhìn về phía Karen đang được mình đỡ, hỏi, này anh bạn, chỗ của anh còn biên chế không? Cho một chỗ để kiếm cơm được chứ? Karen có chút hồ đồ đối với quan hệ của ba người này. Winker hít hít nước mũi, anh bạn, chắc anh không biết đâu, số của ta khổ lắm. Bây giờ ta thật sự không tìm được công việc gì phù hợp cả, mà lúc đầu ta vốn dĩ là có thể đi đứng ngang ngược ở trong thế hệ trẻ của thần giáo đấy. Thật sao? Hình chiếu to lớn của Tahisen duỗi tay ra, đưa tay vào trong pháo đài hắc ngục, sau đó bỗng nhiên rút ra một cái lưỡi hái cũng là hình chiếu hiện ra, cầm trong tay. Cùng lúc đó, bản thân Tahisen ở phía dưới thì trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể thoáng có chút lắc lư, nhưng rất nhanh lại đứng thẳng. Sau một khắc, hình ảnh to lớn của Tahisen xuất hiện ở phía trên Giragon, lưỡi hái trong tay trực tiếp bổ xuống vào trên một cái đầu chó của nó. Giragon ngóc đầu chó lên, phun ra dòng dung nham muốn ngăn cản, nhưng lưỡi hái trực tiếp tách dòng dung nham ra, chặt trúng đầu của nó. Giống, tiếng gào thét phẫn nộ truyền ra ngoài. Tahisen không có dừng động tác của mình lại, tiếp tục giơ lưỡi hái lên, lại chặt xuống dưới thêm một lần nữa. Sau khi liên tục chém xuống dưới, Giragon vừa mới khôi phục còn chưa kịp khôi phục ký ức huyết mạch chỉ biết là dùng bản năng cơ thể để chiến đấu đã bị đánh cho không ngừng lui lại. Trên đầu chó xuất hiện từng vết lõm đỏ tươi, vài chỗ thậm chí còn có xương cốt đã lòi ra ngoài. Lúc này, phản ứng bình thường của Giragon hẳn phải là triệt để kích phát ra hung tính của mình, liều chết đánh một trận với kẻ ở trước mặt. Nhưng lưỡi hái chiến tranh lại có hiệu quả bài trừ sương mù chiến trận. Sau một hồi chặt chém liên tục, chẳng khác gì là giúp Giragon phá đi những thứ đang kiềm chế và dẫn dắt nó. Cái này khiến cho Giragon đang bị thương không bị kích thích ra hung tính của mình, ngược lại bắt đầu trở nên càng lúc càng tỉnh táo. Trong đầu của nó tựa như lại nhớ đến bóng dáng của một con mèo đã từng nói. Nó nói với mình sau khi ra ngoài không nên làm người bị thương người khác, tìm một chỗ mà trốn đi. Giragon bắt đầu chủ động lui lại nửa đường, mắt chó của nó quét về phía bốn phía, nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục trần gian. Trên mặt của nó lúc này xuất hiện vẻ kinh ngạc, tựa như đang không dám tin rằng tất cả mọi thứ đều do mình tạo thành. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1619, đừng làm mất mặt của hắn, 2. Chuyện gì xảy ra với Giragon vậy? Winker đã nhận ra sự biến hóa của con chó ba đầu kia. Ball mở miệng nói, bản tính của nó rất hiền lành, vừa mới nãy là do bị mê hoặc mới tạo thành cảnh tượng này. Winker cúi đầu nhìn về phía Ball, hỏi Karen, yêu thú của anh à? Đúng, có thể biến thành người đúng không? Ha ha, anh bạn à, chơi cũng chất quá nhỉ? Không thể biến thành người, không thể biến thành người. Ha ha, anh bạn, vậy thì càng gắt hơn đấy. Ball tức giận, cong mặt lên. Winker tiếp tục quay trở lại chủ đề lúc nãy, anh bạn, hỏi thật đấy, trong đội của anh còn có vị trí trống nào không? Ta biết sau lần này khi trở về thì nhất định anh có thể thăng chức, lần này anh cược thắng, thắng lớn. Thế nào, tính thêm ta một người nữa được không? Hết biên chế rồi. Thật sao? Vậy ý của anh là không hy vọng ta gia nhập vào trong đội à? Đúng thế. Không phải chứ, anh bạn, từ chối người ta cũng phải kiếm lý do nghe êm tai một chút chứ. Mệt mỏi, không muốn tìm. Karen đưa tay để Anfes đỡ lấy, để cho mình có thể tránh khỏi Winker. Lúc này Kevin cũng hưng phấn chạy tới, nằm mọp xuống trước mặt Ball. Ball còn đang tức giận vì Winker, không ngồi lên. Kevin thấy thế, lập tức hướng về phía Anfes, gâu gâu gâu. Karen hỏi Winker, đây là vị nào vậy? Đã từng ngồi trên bàn tròn, chỉ có điều là bây giờ đã lùi xuống, mà lại, theo ta được biết, ngài ấy cũng không biết đánh nhau. Đã nhìn ra được, nhưng cảnh giới cực kỳ cao, cũng đã nhìn ra được. Một người không biết đánh nhau, cầm một cái lưỡi hái thì có thể đánh cho ác huyền ba đầu liên tục lùi về phía sau, cái cảnh giới này,
tất nhiên tương đương rất cao. Ở trong mắt của Karen, hành vi hiện tại của ông lão này chẳng khác gì là cầm một khẩu súng trường hỏa lực mạnh nhất như một cây gậy mà đập người khác. Chỉ có điều những lời lúc này mà ông ta nói trước khi ra tay, tại sao lại cho mình một loại cảm giác kỳ lạ? Giáo dục mình, để cho mình nhìn xem thử như thế nào mới là bộ dáng tín đồ thật sự của trật tự. Thật ra lúc trước khi ông ấy nói mình là một kẻ đầu cơ, Karen thừa nhận hành vi của anh và Neo lần này là triệt để ăn khớp với thời cơ chính trị bây giờ. Nhưng lời kế tiếp của ông lão này lại làm cho Karen có một loại cảm giác lấn cấn, giống như là ở dưới đệm nằm có một hạt đậu Hà Lan. Ma Van Ho di chuyển thân hình về phía trước, pháo đài hắc ngục bắt đầu dần tiêu tán. Chỉ chốc lát, Ma Van Ho đã đi tới trước người của Giragon, giơ tay lên, nền móng của pháo đài hắc ngục bắt đầu xuất hiện ở dưới chân của Giragon. Trong quá trình này, những phần kiến trúc nhanh chóng xuất hiện, trực tiếp khóa lại bốn chân của Giragon. Giragon nằm mọp người xuống, cũng không lựa chọn tiếp tục phản kháng, trong mắt chó lại có nước mắt xuất hiện một lần nữa. Ngươi không khóa nó lại được, Tahisen nói. Ma Van Ho trả lời, nhưng nó có vẻ không có ý định cố tránh thoát. Ta muốn chém chết nó. Ta sợ ông trước khi chém chết nó thì chính ông đã chết rồi, bây giờ thả nó rời khỏi nơi này đi. Nếu như nó tiếp tục phát điên, ông lại đi chặt nó cũng được. Bây giờ, ông có thể nghỉ ngơi, thật đấy. Nghỉ ngơi, có thấy nơi này không? Tahisen xoay người, ta đã sớm nhìn ra, nó chỉ là một cái công cụ, người chịu trách nhiệm cho việc xảy ra ở nơi này là những kẻ có ý định muốn điều khiển nó kia. Hình chiếu to lớn của Tahisen quay người, chạy về phía thiên sứ trong màn đêm kia, mặc dù hình chiếu sẽ không phát ra tiếng bước chân, nhưng khi ông ấy tới gần, vẫn cuốn theo uy thế rất đáng sợ. Các ngươi trái với điều lệ trật tự, khóe miệng Laura đã tràn ra máu tươi, trên cánh của thiên sứ sau lưng cũng xuất hiện vết máu, lưỡi hái chiến tranh đã hủy đi sự dẫn dắt của cô đối với Giragon, khiến cô bị phản phệ. Lúc Tahisen đến gần, thân hình to lớn của hai tên vĩnh đọa giả là Bula và Deli cũng lùi lại nửa bước để bày tỏ lòng tôn kính. Laura thì mở miệng nói, hỏa đảo gặp phải nguy cơ, chúng tôi đến đây là để cứu vớt cư dân trên hòn đảo này. Đây là hung thú chạy ra từ trong vực thẳm, chúng tôi đang dự định đưa nó tiếp dẫn về vực sâu để tránh nó phá hoại ở bên ngoài. Tahisen tiếp tục nói, con mắt của ta không có mù. Laura nghe vậy, trả lời, thưa ngài, vực thẳm tôn trọng tư cách và quyền lực duy trì điều lệ trật tự của trật tự thần giáo, tôi cảm thấy giữa chúng ta có một chút sự hiểu lầm cần phải giải thích. Đúng vậy, thưa ngài. Không sai, thưa ngài. Hai người Bula và Deli cùng kêu lên phụ họa. Các ngươi đã trái với điều lệ trật tự. Tahisen giơ lưỡi hái trong tay lên, nên nhận lấy sự trừng phạt. Thưa ngài, chúng ta nguyện ý chờ đợi thần giáo tới để thương lượng với trật tự, hoặc là chúng ta nguyện ý từ bỏ chống cự, cùng ngài đến trật tự thần giáo để tiếp nhận điều tra và chất vấn. Tình huống đã rõ ràng, chứng cứ cũng đầy đủ, không cần tiếp tục điều tra hay chất vấn gì thêm nữa. Bây giờ ta căn cứ vào điều lệ trật tự, chương 1, điều thứ 12 mà tuyên án đối với các ngươi. Tiến hành xóa bỏ. Thưa ngài, ngài không thể làm như vậy, chúng ta tôn trọng trật tự thần giáo. Cũng hy vọng trật tự thần giáo có thể cho chúng ta sự tôn trọng ngang hàng, nếu không thì vực thẳm thần giáo sẽ đưa ra kháng nghị đối với quý giáo. Tư cách giữ gìn trật tự thế gian của trật tự thần giáo không phải đến từ sự tôn trọng và ủng hộ của những thần giáo khác. Các ngươi hoàn toàn có thể không cần tôn trọng và không cần ủng hộ. Bây giờ, ta cho ba người các ngươi một cơ hội, có thể lựa chọn tự sát, ta sẽ thanh tẩy cơ thể và linh hồn của các ngươi. Ngài điên rồi. Thiên sứ sau lưng mở rộng hai tay ôm chặt Laura lại, lập tức vỗ cánh, chuẩn bị bay về phía sau, đây là đang có dự định thoát khỏi nơi này. Tahisen trực tiếp bổ lưỡi hái xuống, hoàn toàn không chút do dự. Phốc, vầng sáng mà đôi cánh thiên sứ phát, ra vốn nên là tấm chắn vô cùng kiên cố, nhưng bây giờ lại bị lưỡi hái xé nát một cách dễ dàng, một bên cánh trong nháy mắt bị chặt đứt, máu tươi cùng với ánh sáng vung vẩy trên bầu trời. Bula và Deli thấy thế lập tức tiến lên để ngăn cản, nhưng Tahisen trực tiếp dùng lưỡi hái chém ngang. Phốc. Cơ thể hóa lớn của Bula bị chặt đứt ngang, lúc này hắn phát ra âm thanh không dám tin, phải biết rằng cơ thể cứng rắn của vĩnh đọa giả là sự kiêu ngạo và sức mạnh của bọn họ. Deli đánh tới Tahisen, hình chiếu Tahisen bắt đầu nghiêng sang bên cạnh. Phía dưới, cánh tay bên phải của bản thân Tahisen bắt đầu méo mó, lồng ngực có thể thấy bằng mắt thường cũng đã lõm vào.
nhưng ông ta vẫn gắng gượng như cũ, hình chiếu của ông ta cũng khôi phục tư thế đứng thẳng một lần nữa, trở tay lại vung lưỡi hái mà chặt xuống. Phốc, cái lưỡi hái chém về phía trán của Delhi, cắt cả người hắn ta thành hai nửa. Chương 1620, đừng làm mất mặt của hắn, a. Thần khí dù sao cũng là thần khí, cho dù thật sự bị sử dụng chỉ như một cái lưỡi hái bình thường, nó vẫn sắc bén không gì bằng. Lập tức, cơ thể khổng lồ của hai tên vĩnh đọa giả tan biến, linh hồn Delhi cũng cùng bị chôn vùi, bị chia làm hai mà an tĩnh nằm ở nơi đó. Bula bị chặt ngang hông thì hai tay bò trên mặt đất, nửa người dưới đã sớm rơi lại ở phía xa. Hắn chỉ có thể kéo lấy nửa người trên của mình mà bò về phía trước không có ý nghĩa gì, gạch ngói vụn chồng lên, lưu lại một bãi máu kéo dài. Bọn hắn hiện tại không có gì khác gì nhau với những cư dân bị đè bẹp bởi những khu kiến trúc vỡ vụn vì bọn hắn khi nãy. Laura mất đi một bên cánh rơi xuống dưới, đứng ở trên mặt đất, cô ta gần như điên cuồng mà gào lên nói. Ngài chắc hẳn cũng rõ ràng thiên sứ và vĩnh đọa giả có địa vị quý giá như thế nào trong vực thẳm thần giáo. Hành động lần này của ngài có phải đang cố ý muốn gây nên chiến tranh giữa trật tự và vực thẳm chăng? Tahisen gượng ép nuốt ngụm máu sắp phun ra trở vào, trả lời, ngươi chắc hẳn cũng nên cân nhắc một việc, đó là vực thẳm có thể vì ba người các ngươi mà dám tuyên chiến với trật tự chúng ta hay là không. Trật tự thần giáo của chúng ta không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ điều lệ trật tự, bảo vệ ánh sáng của trật tự. Thiên sứ phía sau Laura mở miệng nói, trật tự thần giáo bá đạo như vậy, cũng không sợ kích thích sự phản đối của toàn bộ giới giáo hội hay sao, chẳng lẽ trật tự đã quên đi bài học trước đây của ánh sáng. Tahisen giơ lưỡi hái lên một lần nữa, trầm giọng nói, rất xin lỗi, đúng vậy, chúng ta sai, ta không biết trật tự thần giáo bây giờ đến cùng đã làm sao mà có thể khiến cho các ngươi quên mất sự bá đạo ban đầu của nó. Soạt, lưỡi hái rơi xuống. Trên người của thiên sứ phóng ra thánh quang, muốn ngăn cản lưỡi hái lại, nhưng uy năng của thần khí hoàn toàn áp chế thánh quang phản kháng, bắt đầu không ngừng mà bị đè ép xuống. Một mặt dây chuyền trước ngực Laura bay ra, bên trong xuất hiện hình chiếu của một ông lão mặc thần bào của vực thẳm trên người. Đây là một dấu ấn tinh thần được phong ấn bên trong mặt dây chuyền. Sau khi ông lão này xuất hiện, lập tức quan sát tình huống hiện tại, mở miệng nói với Tahisen, ta cảm thấy đây là một sự hiểu lầm. Chứng cứ đầy đủ, không có hiểu lầm, ta cảm thấy còn có thể tiến hành trao đổi. Điều lệ trật tự là kết quả trao đổi cuối cùng giữa trật tự và toàn bộ giới giáo hội. Thân phận của cô ta rất quan trọng với vực sâu chúng ta, hy vọng ngài có thể lưu lại tính mạng của cô ta. Vực thẳm thần giáo đã từng ký tên đồng ý với điều lệ trật tự. Nếu như cô ta chết rồi, thần giáo chúng ta sẽ phát công hàm kháng nghị cho đại tế tự Norton của quý giáo, đại tế tự của quý giáo sẽ tiến hành xử lý ngài. Tân đại tế tự kế nhiệm của chúng ta rất không thích ta, nhưng rất xin lỗi, thân phận và địa vị của ta đều cực kỳ tôn quý, ta có lẽ sống không được mấy ngày nữa. Chờ đến sau khi ta chết đi, công hàm kháng nghị của các ngươi đưa đến, dù là đại tế tự Norton có không ưa ta đi chăng nữa, đều sẽ vì cái chết của ta mà đối lập với vực thẳm thần giáo. Nếu như các ngươi muốn khai chiến, đề nghị các ngươi phải dùng ngôn từ thêm dữ dội một chút ở trên công hàm. Hoặc là, bây giờ ngươi hãy công khai tên họ của mình, ta sẽ báo cáo với thần giáo nói rõ rằng ngươi ở sau lưng làm chủ. Ngươi có thể đánh cược thử một lần, vực thẳm có giao ngươi ra để hiến tế hay là không. Lão giả nhắm nghiền hai mắt, lựa chọn để dấu ấn tinh thần biến mất, cuối cùng cũng không đưa ra tên họ của mình. Trưởng lão, Laura phát ra tiếng thét tuyệt vọng. Cuối cùng thì thánh quang mà thiên sứ phía sau cô ta tỏa ra hoàn toàn sụp đổ, lưỡi hái rơi xuống. Cơ thể và linh hồn trực tiếp phá nát, lông trắng trên cánh thiên sứ bay ra ngoài, giống như là bông tuyết lơ lửng. Tahisen xoay người, hình chiếu khiêng lưỡi hái vào lúc này đã lộ ra vẻ mỏi mệt, nhưng khi ông ta đi tới dốc núi, vẫn trực tiếp dùng lưỡi hái quét ngang, hình chiếu của thủy tổ gia tộc Drenz trên sườn núi ngay lập tức sụp đổ. Làm xong những việc này, Tahisen hô, căn cứ theo điều lệ trật tự, gia tộc cướp biển tham dự vào nghi thức tàn ác này. Tộc trưởng và họ hàng gần ba đời có thể lựa chọn tự sát chuộc tội trong vòng 3 ngày, đồng thời giao ra thi thể hoàn chỉnh để chứng minh kẻ chống lại sẽ bị trật. Tự thần giáo xóa đi tất cả những dấu vết liên quan. Sau khi làm xong, Tahisen nhìn Giragan vẫn bị khóa ở chỗ đó mà rơi lệ một chút, lại nhìn về vị trí sảnh trận pháp. Cuối cùng, ông ấy từ bỏ ý nghĩ đi thử chém chết con hung thú này,
bởi vì ông ta cảm giác được lưỡi hái trong tay đã càng lúc càng trở nên nặng nề, đã sắp không vung lên nổi nữa. Hình chiếu to lớn quay về tới vị trí ban đầu. Winker lập tức mở miệng nói, ngài mau chóng để pháp thân tan biến đi rồi nghỉ ngơi, nói không chừng còn có cơ hội. Tahisen mở miệng nói, khi nãy có thấy chưa? Winker lập tức nói, thấy được, ngài lợi hại, ngài quá lợi hại. Tahisen nói, ngươi hẳn là thấy được. Winker nói tiếp, đúng vậy, thấy được, thầy tôi cho dù có không biến mất thì cũng chỉ bằng được một nửa khí thế của ngài mà thôi. Cho nên bây giờ ngài có thể kết thúc pháp thân không, rồi ngồi xuống thở vài hơi, uống mấy viên thuốc, nói không chừng có thể đợi đến lúc viện trưởng của bệnh viện giáo hội tới đây để trị liệu kéo dài tín mạng cho ngài. Ít nhất thì ngài có thể kéo dài cho tới khi bàn giao lại lời chăn chối mà nói vài lời tâm sự, ví như không yên lòng về đứa bé như tôi. Yêu cầu họ giúp tôi sắp xếp công việc một lần nữa chăng? Tahisen lại nói, nhưng mà ngươi đã quên, nếu không ngươi sẽ không thay đổi thành bộ dạng như lúc này. Winker gãi đầu một cái, tôi chưa quên sự dạy bảo ân cần của thầy mình, mỗi một câu nói mà thầy ấy nói thì tôi đều nhớ. Ngay cả việc khi đi cửa hàng điểm tâm thấy người ta có thai thì nên cho thêm một ít tiền. Tahisen cười cười, nhớ kỹ, đây mới là bộ dáng thật sự mà một tín đồ trật tự nên có. Winker cơ hồ muốn kêu rên, hô, van cầu ngài, để pháp thân tán đi rồi hãy nói chuyện sau được không? Bây giờ ngài đã tiêu hao quá lớn, tôi đã biết, tôi nhớ kỹ rồi, đời đời kiếp kiếp đều nhớ kỹ. Trong ánh mắt của Tahisen toát ra một vòng hồi ức, cúi đầu xuống, nhìn về phía Winker, rất nghiêm túc nói, đừng làm, mất mặt của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 162 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.